con giống của bên em cung cấp thì cái giá nó là nó nằm trong khoảng là từ 400 đồng cho đến 500 đồng một con. Thì còn nếu mà cụ thể như thế nào thì bà con cứ liên hệ với cái số điện thoại của bên em ở dưới phần mô tả, hoặc là ở cuối video thì em luôn để cái thông tin của cơ sở bên em. Thì bên em có một cái chính sách là hỗ trợ tặng kèm cho bà con. Thì đợt này là em có nuôi được bèo với pha chọn được cái xin chào bà con, chào mừng bà con đã quay trở lại kênh Phu Đề Độc Thám. Hiện nay nhân dịp xuất con giống thì em cũng quay clip để chia sẻ với bà con, cũng như chia sẻ với bà con về cái chính sách bán con giống của bên em cho bà con, cũng như hỗ trợ về kỹ thuật cho bà con. Thì đây là cái bèo ốc mà đã tới ngày xuất, và cái này là khoảng 4 tuần. Thì kích thước bên em sẽ bắt đầu xuất cái bèo này để cho bà con. Thì đây là con giống mà bên em đã tuyển ra xong đây. Thì kích thước như nó rất là đồng đều, vỏ chắc khỏe, bóng sáng. Thì hôm nay cũng có là rất là nhiều bà con đã liên hệ với bên em để hỗ trợ về cái con giống, hỏi về giá cả cũng như chính sách hỗ trợ thu mua. Thì con giống của bên em cung cấp thì cái giá nó là nó nằm trong khoảng là từ 400 đồng cho đến 500 đồng một con. Thì còn nếu mà cụ thể như thế nào thì bà con cứ liên hệ với cái số điện thoại của bên em ở dưới phần mô tả, hoặc là ở cuối video thì em luôn để cái thông tin của cơ sở bên em. Thì bên em có một cái chính sách là hỗ trợ tặng kèm cho bà con. Thì đợt này là em có nuôi được bèo với pha chọn được cái kháng sinh. Thì khi bà con mua giống á, thì bên em sẽ tặng kèm theo bèo cám. Và như đây thì bà con mua 1 kg ốc giống này thì em sẽ tặng thêm 10 kg bèo cám và 100 gram kháng sinh do em phó trộn. Thì còn đối với tặng con giống thì nếu mà con mua thử thì bên em 1.000 con thì bên em tặng cho bà con 100 con, còn nếu mua 1 kg thì bên em sẽ tùy hao cho 100 gram. Và
tăng cường béo cám và kháng sinh. Thì về cái con giống á, là bên em xuất cái kích thước là từ hạt bắp, hạt đậu đen cho tới ngón trỏ, và con giống là chắc khỏe. Rồi cái vỏ của ốc đất là bóng sáng và chắc, tại vì bên em có dùng cái kháng sinh cho bên em nghiên cứu và phối trộn, thì hàng ngày sẽ cho nó xịt lên thức ăn cho nó ăn, thì con ốc nó cái vỏ nó rất là chắc khỏe. Thì có nhiều bà con cũng hỏi nữa là về cái hỗ trợ thu mua đầu ra như thế nào. Thì nếu em cũng nói nhiều rồi, thì nếu mà bà con, em khuyên bà con nên tìm các cái nhà hàng, các cái quán ăn ở địa phương, bỏ cho cái nhà hàng đó thì cái giá nó sẽ rất là cao, và chúng ta sẽ giới thiệu sản phẩm và bỏ ổn định thì họ sẽ rất là thích, vì cái sản lượng chúng ta ra ổn định chứ nó không có ngày có ngày không như cái ốc tự nhiên. Thì nếu mà bà con bỏ ở địa phương không hết thì bên em sẽ tiến hành thu mua, và sẽ mua theo cái giá thị trường và ở thời điểm hiện tại, thì cái giá nó sẽ nằm trong tầm một cây 30.000 cho tới 50.000 đổ lại, tùy theo cái giá thị trường thôi. Cho nên em sẽ tới tặng nơi thu mua, hoặc là xa thì bà con có thể gửi xe cho bên em, đi cơ sở bên em. Chi phí thì bên em sẽ chuyển khoản cho bà con thôi. Thì như bà con thấy này, con ốc của bên em là cái vỏ nó rất là chắc, nó rất là chắc cả nha bà con, bóng sáng. Đây. Rất là đẹp, ốc rất là đẹp. Thì mùa này thì ở cái tầm gần Tết này thì nó ốc nó đã đẻ ít rồi, năng suất trứng rất là ít. Thì nếu bà con nào mà có nhu cầu nuôi thì vui lòng là đặt trước em tầm khoảng 2 tuần thì mình mới xuất giống cho bà con được. Thì đợt này em đang xuất trả những bà con đang đặt trước. Còn đây là bèo cám nha bà con. Thì cái bèo cám này là nó em mới vớt đây. Cái này là em sẽ tặng kèm theo ốc giống cho bà con luôn. Thì cái bèo cám này là nó con ốc nó ăn nó sẽ phát triển rất là tốt. Thì chúng ta cho ăn bèo cám là nó đủ phát triển rồi. Thì đây là tầm 10 kg, hơn 10 kg. Thì 10 kg bèo mới vớt ngoài ruộng xong. Ở mấy đợt trước em có chia sẻ thì cái thức ăn bèo cám là nó bổ sung cái, nó là thức ăn rất là tốt, cũng như con ốc rất là thích ăn cái loại bèo cám này. Thì cái bèo cám thì nó phát triển rất là nhiều, nó phát triển nhanh, và chúng ta chỉ cần một cái ao để nuôi chúng thì phát triển rất là tốt. Còn đây là cái thùng ốc là em đóng là em sẽ giao cho khách. Còn về cái đây là cái kháng sinh nha bà con. Kháng sinh này do bên em nghiên cứu và phối trộn. Thì lúc trước thì này bên em mới thử và thành công thì bên em mới đưa ra cho bà con sử dụng. Lúc trước thì em cũng hướng dẫn cho bà con, các bà con nuôi công nghiệp á, các cái loại thuốc còn sử dụng nhưng mà nó cũng chưa hiệu quả cao. Thì bên em đã nghiên cứu và phối trộn các loại thuốc lại với nhau. Thì trong cái loại thuốc này thì gồm có là cái kháng sinh Phalofenco,
50% thì nó sẽ ngừa được cái bệnh, nó hỗ trợ tiêu hóa, nó ngừa được cái bệnh sinh dồi cho ốc. Cái thứ hai là cái kháng sinh diệt khuẩn, nó sẽ diệt khuẩn nguồn nước, nó ngăn ngừa các cái bệnh mà về cái vỏ con ốc đó bị đục đó. Cái thứ ba là cái kháng sinh cho con ốc nó tăng sức đề kháng. Cái thứ tư là cái canxi, chất bò chất khoáng để tái tạo cái vỏ của con ốc. Thì ở cái tập sau thì em sẽ nói nhiều về cái kháng sinh này hơn. Thì cũng có một vài lời chia sẻ với bà con về cái chính sách bán hàng cũng như hỗ trợ của bên cơ sở của đồng Ngọc Thác. Thì cảm ơn bà con đã theo dõi cái video. Thì nếu bà con cảm thấy hay thì hãy nhớ nút đăng ký kênh và nhấn chuông để sớm nhất để cập nhật được các thông tin mà bên em gửi đến bà con. Ở tập sau thì em sẽ nói nhiều về cái kháng sinh mà bên em phối trộn. Thì cũng xin chào bà con, hẹn bà con ở các cái video sau. Xin chào và hẹn gặp lại.